Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Bơm Cát Miền Tây nha các bạn. Đây, hôm nay mình tiếp tục bơm con đường Phạm Hữu Lộc nè, quận 6 thành phố Cao Lãnh nha các bạn. Đường này rất là dài luôn nè. Đây là cái đồ ống mình đây. Lọt qua con đường đây. Đường ống đi cặp theo con kênh, theo con lò nhỏ này. Lọt qua con đường. Từ dưới bến tàu mình lên tới đây là khoảng hơn 1,5 cây số nha các bạn. Tới đây là hơn 1,5 cây số, ở đây để mình chạy lên ống cho các bạn xem. Đoạn này đã bơm xong rồi. Quá nhuyễn rồi. Bơm rất là mạnh luôn nha các bạn. Nóng này bơm chuyền đường cũng khá là gần nè. Cây gửi có số mà bơm chuyền nè. Đây là cuối tiến khoảng hơn 2 cây số nha các bạn, rất còn rất là xa luôn. Không thấy rõ được kìa. Quá tới đâu. Cát quá nhuyễn để chỗ nãy giờ mà vẫn chưa đầy lên nữa nè các bạn. Nghe nè. Nghe rõ mình là
ở phía trong là một cái tòa lâu đài đang xây dựng nha các bạn, rất là lớn luôn nè. Dạ dạ nghe đâu ngay. Rất là đẹp nè. Sao mình thấy vậy, giờ là gần rất là lớn nha các bạn. Giờ bạn mau chuẩn bị đâm ống cho nó nghe các bạn. Đâm cho nó quẹo đầu qua đây. Đây cái cốt là bằng cái hố gà đó nghe các bạn. Đó, còn bên trong là bằng cái hố gà ở đây. Quá kẹt ống rồi, nãy giờ nó đè lại phía sau này, lúc toàn bộ hai ống đây luôn. Cho nó nổi cái đầu ống lên. Bơm từ sớm giờ nước đó dòng về đây rất là nhiều nha các bạn. Đầy nước hết đây này. Nước rút về đây. Ngập cống hết đây này.
mình đã xuống tới cái máy giữa ngay các bạn. Đã xong rồi các bạn ơi. Hôm có hai vợ chồng bạn Thế đi lên Cô Đống luôn nha các bạn. Cái này thất hiệp đi Cô Đống luôn nè. Con tiếp bằng mau nè.